kênh Zippo Gặp Pháp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì ngoài việc em mô tả chi tiết chiếc Zippo em đang cầm trên tay thì bên cạnh đó em cũng sẽ báo giá cụ thể đến với anh em. Những anh em mà mới biết đến kênh của em đầu tiên thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã Zippo có ở trong kênh của em nhiều hơn. Và ở bên góc bên tay phải thì em cũng có chèn một clip hướng dẫn anh em vào một kênh YouTube bất kỳ. Khi vào được kênh YouTube đó rồi thì anh em hãy bấm cái chữ video, em có khoanh tròn bởi dấu đỏ lại á, thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều video để mà anh em có thể tham khảo nhiều hơn. Dạ, và bây giờ thì em xin phép vào luôn chiếc Zippo ngày hôm nay nha. Dạ, chiếc Zippo ngày hôm nay là một chiếc Zippo Barat, với cốt của nó là cốt đồng và trên cái nắp của nó thì cũng được khắc là chữ Solid Barat nha anh em. Và điều đặc biệt trong chiếc Zippo này á, là nó là một chiếc Barat vân xước, có ánh vân xước ngang rất là đẹp. Đây, em đang lấy các góc ánh sáng để anh em có thấy cảm nhận được cái nét vân xước của nó rất là đẹp nha. Dạ, như thế này rất là đẹp nha anh em. Dạ, và điều đặc biệt thứ hai nữa là chiếc này là nó thuộc dòng chu niên, có nghĩa là mộc đáy của nó có 2 năm, dạ, năm 1932 và năm 1991, gọi là chu niên 3291, dạ, mộc đáy bằng. Để em zoom lại gần thì anh em sẽ thấy rõ cái mộc đáy của nó rất là đẹp, rất là rõ nét nha. Và những anh mà tìm dòng chu niên thì em nghĩ cái mẫu này thì rất là hợp lý, tại vì là nó là thuộc dòng Barat đơn giản, bề mặt của nó trơn rất là đơn giản nha, cầm trên tay rất là tinh tế luôn như thế này. Tại vì em đang quay thì ánh sáng có nhiều lúc nó làm nó mờ đi thì anh em thông cảm giúp em. Lúc sáng lúc tối thì anh em thông cảm giúp em nha. Như thế này anh em thấy không, cái đường vân xước của nó nè, bóng loáng quá là đẹp nha. Cạnh viền của nó đây, cạnh viền của nó thì bóng rất là mượt mà. Và anh em cần thêm xem hình chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc Zalo, em có ghim sẵn ở góc dưới thì em sẽ gửi cái hình chi tiết chiếc này qua cho anh em để xem rõ hơn. Đây, cạnh viền mở nắp của nó rất là đẹp nha, rất là trơn tru, rất là mượt mà luôn, như thế này nha anh em. Một chiếc chu niên 1932 1991 rất là đẹp. Mặt sau của nó thì nó có nước màu theo thời gian nha anh em. Đây, cái đường vân xước anh em thấy nè, nó rất là mịn. Như thế này nha. Còn về cạnh viền bản lề thì bản lề của nó là bản lề năm cháu, rất là khép kín luôn và thẳng hàng với nhau. Em đang zoom lại gần để anh em cảm nhận rõ ràng hơn. Đây, nhìn cánh vân xước của nó âm rất là hay nha. Cảm nhận của em là chiếc này âm hay nha anh em. Và âm của nó là âm riêng của hãng nha, chứ em không can thiệp vào. Tất cả mặt hàng Zippo bên em giao dịch đến anh em đều là nguyên bản riêng, từ nguyên một con Zippo cho đến cả âm Zippo luôn, về cả âm thanh luôn. Bên trong lòng vỏ của nó rất là đẹp nha anh em. Để em zoom lại gần thì anh em sẽ thấy được cái bản lề trên của nó đây, một đường gạch sọc rất là mảnh. Bản lề dưới, những anh em mà có theo dõi clip khui hàng của em thì chắc hẳn anh em cũng sẽ thấy chiếc này nó nằm trong clip khui hàng. Và hôm nay thì em lên chi tiết giới thiệu đến anh em chi tiết về một chiếc ruột nha anh em. Và chiếc ruột này thì ruột cũng năm 91, 1991, 7 la mã, là một chiếc ruột được dập rõ nha, chứ không phải là bị dập mờ, rất là hiếm nha. Em đang đưa lại gần á, anh em sẽ thấy cái ruột của nó rất là mượt mượt, cái nét vân xước cũng rất là đẹp nha anh em. Là một chiếc ruột thép mạ vàng, năm được dập rõ, giai đoạn này năm dập rõ thì rất là ít nha anh em, đa số là gặp trường hợp ruột mờ không. Mặt sau của chiếc ruột này thì nó có sự va chạm với bên trong lòng vỏ thì nắp á, nên là nó có xước rất là nhẹ, không ảnh hưởng.
Nếu em lấy góc này là anh em sẽ không thấy, tại vì cái nét xước nó quá là nhẹ đi. Bên trong buồng đốt đây, nó bên trong buồng đốt nha anh em, nó bị dơ bụi theo thời gian 5 tháng. Chiếc này thì về là một chiếc chưa lên lửa, chưa qua sử dụng nha anh em, một chiếc new, nó về không có hộp, tim có dây đồng nha. Bánh xe rất bán ha. Anh em nhìn nè, cái phần chặn xăng và ốc đá nè, cái ốc đá nhìn nó theo thời gian mà còn như thế này rất là đã luôn, nhìn rất là bắt mắt luôn. Chặn xăng của nó thì cũng có màu thời gian nha anh em. Bên trong này như thế này là một chiếc new nha. Và chiếc Zippo chu niên 1932 1991 thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em có giá là 2,3 triệu nha, chưa gồm phí vận chuyển. Và bên cạnh đó thì em sẽ tặng kèm anh em một vỉ tim có dây đồng như thế này, chính hãng, và nếu mà anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ bao phí vận chuyển đến với anh em. Âm rất là hay, một chiếc cầm trên tay đơn giản mà rất là tinh tế luôn, quá là xuất sắc. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Diêu Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.